đâu tới mà bảnh toán rồi đẹp trai vậy mày? Xin lỗi nha, tôi thích bạo lực. Nhưng mà tao thích bạo lực. Tôi nói trước, đừng có đụng vô người của tôi. Hả? Tôi mới nói gì tụi? Đừng có đụng vô người của mày, nhưng mà tao thích đụng rồi sao? The Street in Hồng Kông. Hồng Kông nếu bỏ chữ rê đi sẽ là không còn. The Street in Hồng Kông. Đường phố không có một người. Tuyệt vời quá đại ca. Nhìn cái bảng điểm của con đi, toàn 1, 2, 3 điểm không. Học lực kiểu như vậy sao mà con tốt nghiệp được? Ba có chắc là sau khi con tốt nghiệp xong, ba để cho con làm thủ lĩnh đời thứ 3 chứ? Còn nếu như không, con sẽ không bao giờ làm ba cái trò vớ vẩn này nữa đâu. Trong nhà mình chỉ có mỗi mình con là học hành đàng hoàng. À, còn em Đạt này, sao cô thấy hồi nãy giờ là cái tay em nó cứ cứng cứng cong cong như thế nào hả? Em làm sai rồi. Vậy làm gì cũng chạm hết trơn. Thôi bây giờ cô nhờ một bạn, cô nhờ bạn nào giúp Đạt chỉnh lại giúp cô nha. Thôi Quỳnh Anh đi, Quỳnh Anh qua chỉnh tay của bạn Đạt giúp cô nha. Đa số mấy em làm đúng hết á. Thôi đi. Tôi ra sân bay đón cậu nhưng không thấy. Ba tôi và anh hai vẫn khỏe hả? Dạ vẫn khỏe. Mời cậu lên xe. Thôi, nhân tiện tôi trả lại cô cái này nè. Cô từng nói là nó sẽ quan trọng với cô. Tôi sợ là cô sẽ gặp rắc rối đó. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn anh. Người đó mà kỳ cục. Hả? Cô nói gì? Cái đám giang hồ quá hả? Đúng rồi. Cái gì mà đâu 100 thằng hay gì? Trời, còn ai vào đây nữa? Đại ca mày chứ ai? Chỉ có thể là tao thôi. Hôm qua kìa, tao quýnh như phim vậy á. Quả nhữ. Tụi bay nhìn kìa, tại sao bầu trời lại màu xanh? Tại sao mùa hè lại nóng? Tại sao đèn giao thông lại có 3 màu? Anh Hùng, anh Hùng, dạo này em thấy cậu cả hơi bị ảo, có ổn không anh? Anh cũng thấy vậy á. Hãy giúp con. Mày là đàn em của tao mà mày dám cướp nghĩa hình của mắt tao. Thích chạy không mày?